Thay vì cứ đổ đi thức ăn thừa lãng phí, Mách các chị em một siêu phẩm máy hàn miệng túi cầm tay mini giúp bảo quản và giữ cho thức ăn được tươi ngon lâu hơn. Tích hợp nhiều loại túi ni lông như PVC, PVC, vân vân. Đồ ăn đã bóc dỡ cần hàn lại miệng túi tránh bị ỉu, bị côn trùng xâm nhập, đóng gói như bim bim, túi bánh, giúp bảo quản tốt thức ăn bỏ trong tủ lạnh, bảo quản khô hoặc để bao kín các loại đồ như phim ảnh, thuốc, sử dụng nhanh chóng, hiệu quả tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc, công sức. Máy hàn miệng túi mini là lựa chọn hàng đầu cho các chị em. Hiện shop đang có chương trình siêu ưu đãi tri ân khách hàng, đặt hàng ngay hôm nay kẻo lỡ bạn nhé.